Hello anh em, bữa nay mình test inverter Trumax 6K2. Mình sẽ test chế độ ngoài lưới và chế độ on, tức là bán tải, chế độ mà hiện nay anh em lắp sử dụng nhiều nhất. Đây là thông số của inverter đây. Hiện tại thì inverter mình đang chạy ở chế độ hybrid. Đây, đang là đẩy lưới hơn 8A. Đây là đường tải, dây tải nhà mình đây. Tải nhà mình hiện đang là 7A. Hiện tại thì inverter này đang được lắp là 3K6 pin. Bây giờ mình sẽ chỉnh nó qua chế độ off là không đẩy lưới. Mình sẽ chuyển qua cái mục số 37. Đây, đây là chế độ hybrid cho các bạn. Mình sẽ chỉnh qua nó là chế độ off, tức là không đẩy lưới. Nhưng mà điện mà PV và pin lithium cấp không đủ thì nó vẫn bù lưới như vậy. Này, chuyển qua chế độ on. Sau đó mình sẽ vô cái mục số 1, mình chuyển qua SBU. Mục số 1. Đây. Đây là SUB. Còn đây, chỉnh qua chế độ SBU là nó sẽ chuyển qua chế độ on và nó bán tải cho mình. Điện dư sẽ không được đẩy ra lưới. Đây nhé. Đấy, cái đèn nó chuyển màu hồng. Đây, bây giờ mình sẽ quay xuống cái lưới của mình rồi đấy. Đấy, đẩy lưới, không đẩy lưới nhé. Tải như mình đây, vẫn là 7A. Đây, PV và pin lithium đang cấp cho tải nhà mình đây. Bây giờ mình sẽ test nó chạy không lưới thế này đấy. Đây, đây là AC in đây các bạn. Nó CB này. Bây giờ mình sẽ học lưới đi xem là nó có sẽ hiện tượng gì xảy ra nhé. Đây, học lưới. Đây, trên inverter nó báo không có lưới rồi. Inverter vẫn chạy bình thường nhé. Rồi, sau đây mình sẽ thử test cái chế độ mà chạy không có PV nhé. Đây, mình sẽ đây là dây PV của mình. Không biết là 1,5 kg này là cái pin NRM mình nó có sẽ nổi không? Đây mình test thử cho anh em xem. Đây, không PV, không có PV nhé. Đây, pin NRE 48V 50A, nó vẫn gồng nổi cho tải nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bật PV lên nhé. Bây giờ sẽ test thử là chế độ mà không lưới, không có lưới mà chỉ có PV thôi, không có battery nhé. Đây là cái cổng battery của mình đây. Đây, mình sẽ tắt battery đi, chỉ còn mỗi PV không nhé, để xem nó có chạy được. Đây, mình sẽ tắt PV đi. Đó. Hiện tại thì chỉ còn có PV để cấp cho nguồn. Vẫn chạy bình thường nhé anh em. Mình đã tắt PV đi rồi. Sorry, mình đã tắt pin lithium đi. Cổng pin lithium mình đã tắt đi. Nhưng mà báo, inverter nó vẫn báo rồi. Mình nghĩ lý do là nó đang báo là cái cổng sạc sẵn sàng cho sạc battery. Nhưng mà hiện tại thì battery mình đã off rồi. Nhưng mà cái đầu ra của nó để sạc battery vẫn là 54V. Ok nhé. Bây giờ mình sẽ bật battery lên. Đó. Thôi, bây giờ mình sẽ bật tải lên nhé. Bật AC lên. Rồi, ok anh em nhé.